Cái lá nó kiểu cảm giác chua giống lá rang ấy mà. Nó ngon lắm. Ê chị dẫm vào chân em đi này. Tắt. Thế mọi người có nước dừa, Ninh vẫn chưa có nước dừa. Em chưa bao giờ đến Phú Quốc. Lâu lắm rồi Ninh mới có một cái giấc ngủ ngon như vậy. Và bây giờ thì chúng mình sẽ chuẩn bị đi cano. Đi đâu ấy nhở? Đi ra Hòn Mây Rút. Hello, xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, mỗi một lần mà Ninh ngồi cái góc giường này và ngồi trước cái vali như thế này, đang pack đồ như thế này, thì chắc chắn là mọi người đã biết là Ninh sắp sửa có một chuyến đi du lịch rồi đúng không? Lần này thì cuối tháng 11 Ninh có một chuyến đi du lịch thật. Du lịch thật luôn, tại vì Ninh được đi Phú Quốc. Chứ mấy lần trước kiểu đi du lịch xong cứ kết hợp với đi làm với đi học ấy, thì thực sự Ninh cảm thấy không thoải mái lắm. Nên chuyến này mình rất hào hức để có thể gọi là đi gặp anh chị em. Bởi vì chuyến này Ninh sẽ đi chơi cùng với cả La Rose Posay, một chuyến đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm cơ. Và gặp rất là nhiều KOL ở Hà Nội với Sài Gòn luôn. Các bạn có thể xem trong clip sau, tức là sau cái clip nói chung là Ninh đang rất hào hức để có thể gặp anh chị em. Và để chuẩn bị cho chuyến đi này thì mình đã mua được khá đồ để có thể mang đi. Ví dụ đầu tiên thì mình rất là vui vì cái hộp Coolmate này nó về được kịp trước khi cái chuyến đi này để mình có thể kịp pack. Cái Coolmate này thì thật ra Ninh lúc đầu không định review trong clip đâu nha. Bởi vì lần trước Ninh đăng story ấy, kiểu rất là nhiều các bạn nam vào hỏi anh ơi cái hộp này nó có giá bao nhiêu và mua ở đâu. Và cái thứ hai là các bạn nữ cũng vào hỏi kiểu như là sinh nhật có tặng được cho bạn nam không. Thì đây, Ninh nghĩ cái hộp này rất là ổn để các bạn có thể gọi là sử dụng như một món quà hay là tự tặng cho bản thân mình. Coolmate thì là một cái thương hiệu local brand ra mắt thị trường cũng khá là lâu rồi và Ninh thì bắt đầu sử dụng khoảng hơn một năm trở lại đây. Cái điều mà thực sự Ninh thích ở tất cả các cái sản phẩm của Coolmate, nó sẽ thường hướng đến cái sự thoải mái và thoáng mát. Nên là khi mà các bạn mặc lên người hay các bạn mang vào chân thì nó rất là ok luôn. Cái hộp này thì họ hay một cái là họ sẽ giới hạn số lượng sản phẩm. Ví dụ như hộp nhỏ, hộp to, hộp thường như thế nào đấy. Sau đấy thì ví dụ cái hộp này Ninh được chọn 9 đến 10 món đồ thì mình sẽ được pick ở trên web để có thể chọn ra những sản phẩm của mình. Ví dụ 4 đôi tất này thì là Ninh chọn. Và tất này được một cái điểm là rất là ôm chân, thoáng mát và nó bền thì Ninh rất là thích. Đấy là sản phẩm đầu tiên. Và lần này thì Ninh có order 3 cái quần chip. gọi là quần boxer á. Thì cái chất liệu của cái quần này mặc rất là ôm vào cơ thể nhưng nó vô cùng thoải mái khi các bạn hoạt động. Và quan trọng là nó khử mùi được, cái chất liệu bamboo này nó khử mùi được, là mặc rất là thích. Trong cái hộp này còn có áo nữa. Thì cái chất liệu áo thun, đây là áo thun cốt tông, thì mặc nó cũng thoáng mát như lúc nãy Ninh có vừa nói ấy, và nó mặc được trong mọi trường hợp luôn. Lần này thì Ninh mua áo đen nhưng mà được bên đấy tặng thêm một cái áo trắng như thế này nữa, có chữ Coolmate. Thì trong cái chuyến đi tới Ninh sẽ mặc thử cho các bạn xem sao. Nói chung Ninh thích mặc oversize một chút cho nó rộng và thoáng. Và đây là một chiếc quần size XL. Cái quần này thì các bạn đi chơi thể thao cũng được hoặc là các bạn mặc bình thường cũng được, rất là thích. Thì đấy chính là cái hộp đồ Coolmate lần này Ninh rất vui vì nó về kịp và Ninh kịp để có thể mang đi chuyến du lịch lần này. Rồi, đấy là Coolmate. Còn bây giờ thì Ninh sẽ giới thiệu thêm một vài những cái đồ mà Ninh mới mua được. Đây là một chiếc áo màu cam. Đó, Ninh nghĩ là đi biển lâu lắm rồi mình không mặc những cái đồ nó sắc sỡ thì nên mua những cái chiếc áo như thế này đi chụp ảnh cho đẹp. Và lần này thì bên La Rose Posay họ có một cái buổi gala dinner phải mặc dress code màu trắng. Nên là hôm qua Ninh thì Ninh vào Phú Quốc chẳng nhẽ lại mặc vest không, mặc blazer cũng không. Ninh mua một chiếc áo sơ mi như thế này. Đó, nó hơi kiểu một tí. Có một cái dây đeo vào cái ngực áo thì cho nó kiểu cách mình mặc nó sẽ ok. Mình sẽ mix với một chiếc quần màu be như thế này và đi một đôi giày da lộn. Và lần này thì Ninh thích nhất về cái này. Hôm qua Ninh vừa đi nhà sách mua được một đống board game. Đây là bài thính này, đây là bài lầy. Nó cứ xem nhau thôi nhưng mà có những cái chức năng rất là khác thì nghĩ rất là thú vị để lần này các chị em đi chơi board game với nhau. Đây là bom lắc và đây là ma sói. Đó, thì Ninh sẽ pack cùng cái này vào trong đây. Hy vọng là lần này chúng mình sẽ có một chuyến đi thật thú vị. Bây giờ Ninh sẽ dành thời gian để pack đồ nốt và cùng gặp lại các bạn ở sân bay nhé. The next day. Xin chào Phú Quốc. Vậy là chính thức hôm nay mình đã có mặt tại Phú Quốc rồi. Ngày hôm nay lúc mà mình hứa hẹn đêm qua là mình sẽ kiểu ra sân bay để cầm điện thoại lên, cầm máy ảnh lên để quay. Nhưng các bạn biết không, ra sân bay hôm nay đông kinh khủng. Bình thường 6:30 ra sân bay không có một bóng ai. Thế mà ngày hôm nay ra làn nọ làn kia, làn nọ làn kia, mãi mới đến lượt Ninh check in qua cổng an ninh. Nên là mình quyết định là thôi, sân bay không quay đâu. Sau khi mà check in tại Intercontinental Phú Quốc xong thì mình mới bật máy lên để check in với các bạn. Trước khi mà đến với cả cái khách sạn Intercontinental ở đây thì mình đã có ghé qua một cái nhà hàng.
Ninh cũng chẳng nhớ tên là Ngọc Hương hay Lan Hương hay gì đấy, Ninh sẽ bắn lại cái tên ở đây. Ở nhà hàng này thì nói chung đồ ăn cũng khá là ngon. Có cái món lẩu gà với quả bớp hay quả gì á, chua chua hơi giống cái quả sấu ấy. Cái lá nó kiểu cảm giác chua giống lá giang ấy mà. Nó ngon lắm. Nhưng không hiểu sao nó chua chua ngọt ngọt. Nhà hàng đấy nói chung là ăn được. Đó, và bây giờ thì mình đang có mặt tại phòng của mình rồi. Cái phòng mà Ninh ở ấy thì sẽ có hai cái giường đơn như các bạn đang thấy ở đằng sau Ninh. Ninh sẽ ở với cả bạn La. Đang tắm. Khi mà bước vào phòng các bạn sẽ cảm thấy một cái mùi hương xả rất là thơm. Thơm nhẹ, thơm dịu, kiểu như kiểu spa á. Và phòng này thì nói chung là view hướng ra biển một góc thôi, nhưng mà nó cũng khá là đẹp. Ngay khi mà bước vào nhà tắm thì Ninh cũng khá là bất ngờ, tại vì là lần nào đi với cả Rose Posay thì bên đấy cũng gọi là chăm chút cho các bạn KOL, các bạn influencer của mình từng tí một luôn. Ví dụ các bạn có thể thấy xịt khoáng này, xong rồi kem chống nắng này, nước hoa hồng này, xong rồi kem dưỡng trị mụn các thứ, nói chung là rất là cẩn thận luôn. Biết thế ngày hôm nay mình chẳng mang kem chống nắng với cả xịt khoáng nữa, nặng hết cả vali. Nhưng mà không sao, thực sự đi những chuyến như vậy mình mới cảm thấy thực sự hào hứng và có tình cảm với cả Ren hơn. Bây giờ thì mình sẽ tranh thủ đi tắm một chút. Tí nữa thì mình sẽ xuống ăn, gọi là ăn buffet nhẹ nhẹ thôi. Và sau đó thì mình sẽ có một buổi livestream. Cái livestream này thì sẽ live trực tiếp từ bên Pháp về. Tại vì các bạn biết không, trong tất cả các nước ngày hôm nay tham dự cái buổi livestream quốc tế, chỉ duy nhất Việt Nam là cái nước mà gọi là được tổ chức offline ở ngoài, meeting rất là nhiều người. Nên thực sự mình cảm thấy rất là may mắn khi mình sống ở Việt Nam và qua cái thời Covid như vậy. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Cảm ơn ạ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi tắm và lên đồ đây. Hẹn gặp lại các bạn lát nữa nhá. Hello mọi người, bây giờ là 6 giờ tối và sau khi chuẩn bị các thứ xong xuôi hết, Ninh đã thay một chiếc áo sơ mi rất là mỏng như thế này. Thì chúng mình đang có mặt tại nhà hàng Sora and Uni. Và đây là La, bạn cùng phòng với mình. Roommate là bây giờ đẹp rồi nè. Rồi chứ hồi nãy nhìn ghê lắm luôn á mọi người. Ủa lúc nãy không được lên hình mà, chính vì vậy mới không cho lên hình. Hồi nãy á tóc mẹ rủ rồi xuống như này nè che, xong rồi mẹ ngồi xuống cái bệt dưới mẹ xoay cái đôi dớ, đít đôi dớ này nè, hồi nãy buộc phải giặt. Đằng sau mình thì đang là một cái gala dinner của một công ty khác, có vẻ công ty này nó khá là giàu các bạn ạ. Mời nhiều ca sĩ về đông lắm. Đó, và bên cạnh mình cũng là một cô nàng giàu tất cả mọi thứ. Hello Mai Văn Trang. Ôi vừa mới mà giàu cái này, đẹp nhỉ. Sao em ngày hôm nay đến Phú Quốc em thấy thế nào? Đây là lần đầu tiên em đến Phú Quốc. Thế á? Thật, em thề. Em chưa bao giờ đến Phú Quốc. Hầu hết tất cả những lần mà em định đi thì nó đều chuẩn bị mưa hoặc là sắp mưa, thì trộm vía lần này trời rất là đẹp. Hoàng hôn rất là đẹp, không biết là anh Ninh có quay. Có, lúc nãy anh chụp được cái story đẹp ơi là đấy. Đẹp lắm, hoàng hôn ở đây rất là đẹp. Mình nghĩ thật là tuyệt vời khi mà cả một năm dịch cuối cùng đã có một cái getaway trip như thế này. Ôi, giàu về ngôn ngữ, giàu về văn hóa. Đấy, Ninh đã nói rồi các bạn. Ok, chúc em một bữa tối ngon miệng nha. Ui, chị đã lấy được nhiều thế. Em làm phóng sự đó. Thực sự là chỉ có một ngày này để lấy thôi. Chị cảm thấy là có vài món này là ăn được, còn lại là curry đi là. Để em đi khám phá nha. Ok, good luck. Nào, em lấy món gì đầu tiên? Spring roll. Thôi, next qua em đi, chúng mình vừa gặp nhau rồi. Đây là bữa tối của mình các bạn ạ. Có các món về cà ri, ví dụ đây là vịt quay cà ri nè, đây là sườn nè, đó, đây là cá. Ăn ít thôi. Ok mọi người, hiện tại thì Ninh đã vào một cái hội trường khác. Và trong cái hội trường này thì chúng mình sẽ có một buổi livestream khoảng 1 tiếng rưỡi quốc tế luôn. Như lúc nãy mình có chia sẻ ấy, thì sẽ chia sẻ rất là nhiều những cái đổi mới từ sâu bên trong và từ tận bên ngoài vào trong. Ninh bây giờ chưa tham dự nên Ninh cũng không biết được. Và cái buổi này sẽ được livestream toàn cầu luôn, từ Paris trực tiếp. Bây giờ thì chắc đang là buổi sáng ở bên đấy. Còn ở các nước châu Á chiều à? Còn ở Việt Nam thì nó đang rơi vào khoảng 7 giờ tối. Đó, thì tí nữa mình chắc lọc được thông tin thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Còn bây giờ chúng mình sẽ tham dự livestream đây.
Ninh vừa mới về phòng xong các bạn. Nói chung là buổi livestream hôm nay nó kéo dài rất là lâu, và để giới thiệu về một cái sản phẩm mới, đó chính là cái Effect La Serum này. Bình thường thì mọi người hay quay với cái Effect La Duo cộng ấy, thì cái Effect La Serum này thì nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề hơn, với cái hệ vi sinh ở trên da nó giải quyết triệt để hơn, nó cân bằng tốt hơn. Và chắc là Ninh cũng phải sử dụng thử cái sản phẩm này xem thế nào đã, sau đó thì mình sẽ review lại cho các bạn. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn biết cái thông tin sản phẩm thì mình sẽ để phía dưới phần description box cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì Ninh phải tranh thủ thay đồ, dọn dẹp cái phòng. La thì vẫn chưa về, mà lát nữa hẹn 8:45 mọi người sẽ sang phòng Ninh chơi ma sói. Nên là bây giờ phải tranh thủ dọn. Và hôm nay thì Ninh và La sẽ là host để cho mọi người sang đây chơi. Hy vọng tối nay Ninh sẽ được làm sói nhiều đi cắn. Hello mọi người, Ninh đã mượn được chiếc áo này từ La, một chiếc áo size L. Tại vì chuyến này Ninh không mang một cái áo gì để mặc ở nhà. Quần này cũng thậm chí cũng là phải là quần định mặc ra ngoài nhưng thôi. Và chúng ta có một thành viên mới. Hello anh Dũng, anh đổi mũ gì đấy? Anh đừng nhắn hàng đâu. Nhắn hàng đưa anh tới đây. Anh đừng muốn nhắn hàng. Anh Dũng vừa hạ cánh xong nhưng mà chưa kịp ăn gì nên là ngất ngửa. Chưa luôn. Thôi chúng mình đợi mọi người sang xong chơi đây. Bye bye mọi người. Hello mọi người, chào buổi sáng thứ hai ở Phú Quốc. Sáng nay thì mình dậy lúc 5:30. Hôm qua chúng mình đã dành cả một buổi tối để chơi ma sói và bài lầy rất là vui. Uống xong rồi gọi đồ lên phòng ăn nữa. Tuy nhiên thì 4:30 mình ngủ, xong rồi lâu lắm rồi Ninh mình có một cái giấc ngủ ngon như vậy. Và bây giờ thì chúng mình vừa mới có một bữa sáng nhẹ khoảng tầm 45 phút. Lát nữa thì hôm nay chúng mình sẽ đi khám phá mấy cái hòn ở Phú Quốc. Mic. Ok, các bạn thấy cục lông, đây là mic của mình. Hôm nay thì chúng mình sẽ đi khám phá hòn thơm này, hòn mây rút hay cái gì gì đó. Mọi người sẽ có kế hoạch đi ngắm dạng san hô hay là bơi biết, nhưng mà hôm nay thì Ninh không mang đồ bơi. Chiều nay Ninh không chuẩn bị một cái gì cả, chỉ chuẩn bị đồ kiểu dress code để đi tham dự event thôi. Nên là thôi, chuyến này mình gọi là ngồi ngắm mọi người. Và bây giờ thì hãy cùng lên xe với chúng mình nhé. Hello mọi người, hiện tại thì mình đang ở cảng An Thới. Và bây giờ thì chúng mình sẽ chuẩn bị đi cano. Đi đâu ấy nhở? Đi ra hòn mây rút. Và chúng mình vừa có một chút thời gian để thay đồ. Hôm nay em có đi bơi không? Có chứ, em mặc đồ trong nữa. Hello mọi người, lâu lắm rồi Ninh mới có cảm giác bị say cano, say tàu. Lần đầu tiên em say tàu cánh ngầm, xong em nôn luôn trên tàu, nôn thẳng xuống biển luôn ấy. Xong rồi đây là lần thứ hai Ninh bị say. Nhưng mà bây giờ thì chúng mình đang có mặt ở đâu ấy nhỉ? Ở một cái hòn bờm. Mọi người có say không? Hơi mệt mệt. Đây là team say. Không say. Hiện tại thì mọi người dừng ở đây để chụp ảnh một chút. Và nếu mà tính là ai lặn san hô thì sẽ đi lặn. Ninh chắc không lặn đâu, lặn xuống bây giờ chắc là ra thẳng biển mất. Xin chào Ninh. Ok, chúng mình đang tham dự một buổi tiệc gọi là Hawaii Party ở trên hòn mây rút đó. Và bây giờ thì chúng mình sẽ có một cái vòng hoa như này rất là xinh rồi. Và thấy mọi người có nước dừa, Ninh vẫn chưa có nước dừa. Bây giờ mình đi lấy nước dừa cho Ninh nè. Đây đây. Đây, cái bữa tiệc này sẽ được host bởi La Roche và Vichy. Xin lỗi Ninh nha, mày chịu qua đây rồi. Hello mọi người, lúc nãy thì chúng mình đã chơi trò bóng chuyền, chả phải bóng chuyền, bóng ma ngoài bãi biển và ai cũng ớt nhẹp. Bây giờ chúng mình sẽ có một bữa trưa tại nhà hàng gì đó ở quanh đây.
tại sao phải khổ thế này nhỉ? Với mực xào với cá nướng nữa nha. Dạ ok ạ. À. Đó thì bây giờ chúng mình sẽ ăn và lát nữa chúng mình sẽ đi cáp treo về Hòn Thơm. Hay là đến Hòn Thơm xong đi cáp treo về nhà ấy nhỉ? Đến Hòn Thơm và đi cáp treo về nhà thôi. À, đó thì tí nữa các bạn sẽ được nhìn cảnh buổi chiều trên cáp treo nó rất là đẹp luôn. Hello mọi người, hiện tại thì Ninh đang có mặt tại khách sạn rồi. Ngày hôm nay thì mình không quay ở ngoài nhiều lắm tại vì là đi ra biển ý, gió rồi sóng rồi nước nhé các thứ nó vào máy thì không tốt lắm, nên bây giờ khi mà về mình review lại một chút. Thì sáng nay mình có đi ba cái hòn, thì trong đó Hòn Thơm là một trong những cái hòn đẹp nhất mà mình cảm nhận được. Thì nếu mà các bạn có cơ hội ý, thì hãy đi thử Hòn Thơm xem sao, ăn uống cũng ok, tắm biển các thứ và chụp ảnh rất là đẹp. Và từ Hòn Thơm thì Ninh đi ngược lại cáp treo về với cả trong chỗ khách sạn, chỗ Phú Quốc này, thì nó quãng đường khoảng 10-15 phút đi cáp treo. Thì đây là một trong những cáp treo đẹp và là cáp treo biển dài nhất Đông Nam Á hay dài nhất cái gì đấy thì mình cũng không nhớ nữa. Nhưng mà thực sự nó rất là đẹp, đặc biệt nếu mà các bạn đi mà cái khung giờ muộn muộn nó là hoàng hôn ý, thì trời ơi đẹp tuyệt vời, thấy thuyền thiết các thứ thì rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ nghỉ ngơi một chút và lát nữa thì chúng mình sẽ có một buổi gala dinner càng ngày càng tụt. Có một buổi gala dinner thì mình không hiểu sao cái chuyến này dress code bình thường sẽ là dress code xanh trắng mà ngày hôm nay toàn màu trắng. Và màu trắng thì mình thực sự rất là ngại mặc, tại vì đợt này thì mình cảm thấy là cân nặng mình hơi béo, hơi nhiều. Tháng 12 này thì mình sẽ có một cái kế hoạch giảm cân, là mình sẽ giảm từ khoảng 72 cân xuống còn khoảng 68 cân, 67 cân, và giảm bằng phương pháp luyện tập và ăn uống. Thì mình sẽ định tập khoảng 4 đến 5 buổi một tuần, mà một ngày đấy thì mình sẽ tập 2 buổi, tức là nó sẽ nhân đôi lên. Thì mình sẽ cố gắng tập cả body weight này, rồi kickbox này, các thứ, cardio các thứ, để mình có thể giảm được nhiều nhất, để mình đón một cái năm mới thật là mấy một body đẹp. Còn bây giờ thì Ninh sẽ chill chill một chút, uống một ly, đây là ly gì, xê sủi. Ninh lúc nào phải mang xê sủi tại vì nó tăng sức đề kháng của mình, với cả ngày mấy hôm nay mình cảm thấy là mình rất là mệt. Xê sủi Ninh đang chìm gần xuống đến dưới rồi, nên là Ninh sẽ tắt máy và hẹn gặp lại các bạn sau khi Ninh lên đồ nhá. Chắc Ninh sẽ ngủ một chút đây. Hello mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại một cái buổi gọi là gala dinner của Claros Posey, để có thể gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã tham dự trip này. Và sẽ có một buổi liên hoan, chắc chắn là sẽ có rất là nhiều đồ ăn ngon rồi. Và tối nay thì dress code như mình đã nói đó chính là màu trắng. À cùng ngày thì không liên quan nha, tại vì ở đây ồn quá nên là nhạc này có bản quyền không ta? Không sao hết. Tối nay thì mọi người đều dress code trắng rất là xinh. Hello. Hello, anh sáng thế nhở? Morning, và đây là bữa sáng cuối cùng của mình các bạn ạ, ở Phú Quốc. Sáng nay mình ăn một tô hủ tiếu nữa, hôm qua thì mình ăn phở rồi. Và sáng nay thì mình sẽ ngồi ăn với Trang. Trang đang gặm gì đấy? Bánh mì dai quá. Cái nhà hàng Sora Uni này có một cái view ra hồ bơi rất là đẹp. Đó.
Và sau bữa ăn này xong thì chúng mình sẽ check out khỏi phòng và sẽ di chuyển đến một cái nhà ăn trưa và sau đó đi mạnh ai người nấy đi. Sáng nay thì đã có một vài người về Sài Gòn rồi và trong cái chuyến này Ninh không hiểu sao Ninh là người duy nhất về Hà Nội ở trong cái đoàn influencer này. Nên là không sao cả. Hôm qua ấy được tặng một cái bó hoa siêu đẹp mà em có định mang về không? Phải mang về chứ đúng không? Nhưng mà mang khó vậy. Tí Ninh sẽ mang về vậy. Bó hoa siêu xinh luôn ấy. Tí nữa Ninh sẽ sau Ninh sẽ cho các bạn xem cái story đang đứng này. Xinh lắm ấy. Nhưng mà thôi, mang về. Được, ok. Và cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành với Ninh trong trip Phú Quốc lần này. Bởi vì Ninh không định quay nhưng mà đi 3 ngày 2 đêm chẳng nhé lại không quay. Nên là cảm ơn các bạn vẫn đồng hành đến tận giờ phút này. Đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Yết Tình. Bye bye. Bye bye. Tối ông, bye bye. Bye bye.